Thưa quý vị, hiện nay ngành du lịch đang phải đối mặt với khủng hoảng cuồng chân lực kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Những thách thức giải quyết tình trạng thiếu lao động và cải thiện các kỹ năng liên quan của lực lượng lao động là một vấn đề rất quan trọng mà ngành du lịch cần có phương án cụ thể. Hiện nay, Đà Nẵng có 50.700 lao động ra làm việc trong lĩnh vực du lịch, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số lao động ngành du lịch đã qua đào tạo với nhiều hình thức chiếm tỷ lệ 65%, tỷ lệ lao động có chứng chỉ về ngoại ngữ đạt 40%. Song, so với thời điểm trước Covid-19, con số lao động này đã giảm đáng kể. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, hiện nay nhiều lao động du lịch có tay nghề, có kinh nghiệm tại thành phố đã dịch chuyển đi các ngành khác. Đây là thách thức cũng như khó khăn lớn cho du lịch Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã kiểm định thái quan của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO cho ngành du lịch. Trường Đại học Duy Thân cho biết đã thích ứng với hết bối cảnh sau Covid-19, vì vậy luôn chú trọng công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn chân lực du lịch. Một trong những yếu tố mà trường quan tâm là phải hướng cho sinh viên biết là à nếu như mà mấy bạn học cái ngành này thì mấy bạn phải yêu nghề mấy bạn phải có một cái độ bình bỉ nhất định thì mấy bạn mới đi xuyên suốt được với cái nghề này Nhận thức về tầm quan trọng của nguồn chân lực đối với hoạt động du lịch cũng như sự phát triển bền vững của điểm Bến. Trong chiến thắng năm 2023, Đà Nẵng đã hỗ trợ tổ chức 24 lớp tập huấn bồi dưỡng miễn phí nghiệp vụ du lịch duy trì trang website elenin đào tạo du lịch đà nẵng com với 20 khoa học đào tạo trực tuyến miễn phí năm chương trình khảo sát thực tế các điểm tham quan du lịch sản phẩm du lịch mới tại đà nẵng phối hợp với hiệp hội du lịch và các hội thành viên tổ chức các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các sự kiện hướng nghiệp vân vân thời gian tới để người lao động còn có thể an tâm quay lại làm việc cho ngành du lịch thành phố Hút cũng đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm thành phố Đà Nẵng cùng các sở ban ngành cũng như doanh nghiệp sẽ có các giải pháp xúc tiến cũng như là khai thác thu hút các cái đường bay cũng như các cái thị trường khách đến với thành phố. Nếu các nguồn khách này ổn định thì cũng sẽ góp phần tạo cái sự yên tâm về nghề để thu hút trở lại các cái lao động có tay nghề. Đồng thời với đó thì chúng tôi sẽ cùng với các doanh nghiệp để nghiên cứu các cái chính sách thu hút các lao động quay lại bằng các cái chính sách về đào tạo cũng như chính sách về tưởng thưởng về tiền lương phù hợp và một giải pháp nữa chúng tôi rất quan tâm đó là làm sao trong thời gian quá độ này thì chúng ta chúng tôi cũng phải cần có một cái việc đào tạo chuẩn hóa về chất lượng phục vụ của tất cả các loại hình dịch vụ nguồn nhân lực của tất cả loại hình dịch vụ trên địa bàn thành phố để đáp ứng cũng như đảm bảo các cái tiêu chuẩn phục vụ cũng như là đáp ứng làm hài lòng du khách khi đến với thành phố đà nẵng trong giai đoạn phục hồi du lịch việc đảm bảo số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch sẽ góp phần khẳng định năng lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách tạo đà cho du lịch đà nẵng phát triển bền vững và bứt phá trong thời gian đến